Mỹ Chi được biết đến với cái tên thân mật Cô bé dân ca. Bằng giọng ca trời phú, Phương Mỹ Chi đã lay động rất nhiều trái tim khán giả yêu dòng nhạc quê hương. Sát cánh cùng Phương Mỹ Chi luôn là sự đồng hành của người chị Phương Mỹ Quyên trên con đường ca hát. Hãy cùng giải mã câu chuyện của hai chị em ngay bây giờ. Chào Chi, chào Quyên, hai chị em ruột, em đi hát lâu chưa? Dạ, em không có đi hát. Vậy em làm nghề gì, em chia sẻ với quý vị khán giả nào? Hiện tại thì em làm stylist và make up, quản lý Chi là chính. Dạ. Trời ơi, công ty của em gia đình nữa ha. Dạ, đúng rồi, công ty kiểu cây nhà lá vườn. Nhà lá vườn. À, mẹ thì đi theo? Dạ, mẹ đi theo chăm sóc và bút show cho em. Còn chị là lo về vẻ bề ngoài á, làm như là quản lý hình ảnh của mình. Dạ. À, là cả nhà em vậy luôn? Dạ, cả nhà thương nhau. Như vậy sướng lắm đó em. Vậy em làm công việc stylist đã lâu chưa? Dạ, em cũng mới bắt đầu. Tại vì trước á là em bán hàng online, kinh doanh online là chủ yếu. Nhưng mà sau đó thì em muốn phát triển cái đam mê của mình nhiều hơn, cho nên là em tìm tòi công việc này nhiều hơn và bắt đầu làm cho những cái công ty nhỏ trước. Dạ. Tại sao em lại chọn công việc này? Nói chung là nó cũng tự nhiên lắm. Tại vì em thì em thích về thời trang, với lại em thích làm đẹp cho mọi người xung quanh. Thì cho nên là từ Chi trước, xong rồi em mới cảm thấy là mình thích cái điều đó và mình tìm hiểu sâu hơn thì có lẽ là nó sẽ giúp cho mình nhiều hơn. Em có thường xuyên đi làm với Mỹ Chi không? Coi như là hai người là một luôn, có nghĩa là... À vậy dạ. Hả? Mà từ trước tới giờ hay là mới đây thôi? Dạ trước giờ luôn á chị. Trước giờ luôn? Dạ. Chị em á là lo cho em về phần ở nhà thôi, có nghĩa là em làm gì cũng biết hết, nhưng mà tới chỗ diễn á thì là mẹ đi theo. À. Có nghĩa là chị lo những cái phần mà... Hậu kỳ. Hậu kỳ đó, hậu kỳ ở nhà. À, vậy thì cảm giác mà có cái người em nổi tiếng như vậy á, cảm giác nó như thế nào? Em thì em căng thẳng giùm em của em nhiều hơn. Căng thẳng hả? Dạ. Tại có sao? Nghĩa là nhiều cái việc mà Chi còn nhỏ không có sắp xếp được á. Và ngay bản thân mình cũng là tay ngang, có những việc mình cũng phải tự học để có thể giúp được Chi. Cho nên là nhiều thứ mà Chi gặp phải á, thì em cũng muốn là Chi bớt đi cái gánh nặng. Có một người chị, rồi có mẹ đi theo, em có cảm thấy em quá may mắn không? Dạ có. Hồi đó em đi diễn nước ngoài hay diễn ở đâu mà có mấy anh chị mà lớn lớn á, kiểu đi theo, mấy anh chị nói trời ơi, em có mẹ đi theo vậy là sướng lắm luôn á. Tại vì nhiều khi cho dù là trợ lý của mình hay là quản lý của mình đi theo thì cũng sẽ chắc chắn là không có chu đáo bằng cha mẹ của mình. Cho nên là em cảm thấy rất rất là hạnh phúc luôn. Vì mẹ em đang còn rất là khỏe mạnh, cũng như là rất là đam mê cái việc đi theo em. Đam mê? Dạ, đam mê lắm. Có nghĩa là mỗi lần mà em nói thôi để lần này con đi với ché, thôi con đi với chị Thu được rồi. Tại nhiều khi em thấy mẹ cực quá, cái xong mẹ nói rồi lớn rồi giờ muốn bỏ nhà rồi, già yếu là nó bỏ tôi ở nhà luôn, nó tự điên mình luôn. Nghĩa là mẹ lúc nào cũng muốn được tận tay chăm sóc em và chứng kiến cái cách em nói chuyện hay là hành xử với tất cả mọi người, muốn thấy được cái sinh hoạt của em. Và cũng như nãy chị nói là em đã cảm thấy rất may mắn khi gia đình luôn ủng hộ mình, và cũng như là tất cả các cô chú anh chị fan lúc nào cũng động viên em hết. Cái việc mà vượt qua những cái khó khăn đó em coi đó là một chuyện rất là đương nhiên. Có nghĩa là giờ chả lẽ mình không vượt qua mình làm gì nữa giờ. Em không bao giờ nghĩ tới việc phải dừng lại hay là bỏ cuộc hết. Tại vì giống như trong nhà em là một cái niềm hy vọng của cả nhà đó. Cho nên là em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ, mà lúc nào cũng phải cố gắng vượt qua hết. Nếu em nói em là cái niềm tin của cả gia đình thì đó có phải là áp lực của em không? Một hai năm trở lại đây, từ lúc mà 16, 17 tuổi thì em mới cảm nhận được là hơi áp lực một chút. Là lúc đó mình ý thức được hơn rồi. Dạ, đúng không? Em ý thức được hơn. Còn trước đó thì em chỉ biết đi hát rồi phục vụ cho cái đam mê của mình, thấy vui vui này kia nọ thôi. Nhưng mà mấy năm gần đây thì em mới biết giống như là em là cái nguồn thu nhập chính của gia đình đó. Mới biết thôi à. Còn hồi đó không biết, tại vì mẹ em cũng không muốn em áp lực á. Mấy năm nay thì cũng hơi khó khăn một chút xíu. Tại vì những năm gần đây thì dường như là em đã hoạt động độc lập. Tất cả những sản phẩm của mình, hình ảnh của mình thì mình đều tự đứng ra chịu trách nhiệm hết, và cũng như là tự làm hết. Cho nên là cái việc kinh tế cũng như là cái hình ảnh sản phẩm của mình đang mang đến khán giả thì nó cũng rất nhiều sự mới mẻ. Và hãy nên nhớ là mình không có gì hơn cái chuyện mà mình có tuổi trẻ, có thanh xuân hết. Dạ, cố gắng lên ha. Bây giờ quay trở lại với Quyên. Em có bao giờ ganh tị nhẹ nhẹ với cái sự nổi tiếng này và một cái sự mà được chăm sóc, được yêu thương cả gia đình lo nhà, em có bao giờ ganh tị không? Có, lúc mà mình còn nhỏ thì có. Nghĩa là từ khi mà Chi được đẻ ra là em bị đánh nhiều hơn. Đánh nhiều. Em bị đánh nhiều hơn, dạ.
thời điểm đó thì em còn nhỏ mà, thì em thấy là trời có em làm gì phức tạp quá. Nhưng mà sau này á, kể từ khi mà Chi nổi tiếng á, thì là em thương Chi nhiều hơn. Tại vì em cảm thấy được là những cái vất vả của Chi còn nhỏ tuổi như vậy. Cho nên là cái việc mà ganh tị thì không có, mà chỉ có là muốn em mình tốt hơn. Hai chị em ở chung nhà, hai chị em giúp đỡ nhau trong công việc, như tin chắc là hai chị em rất là hiểu nhau đúng không? Dạ, hiểu. Bây giờ chị giải mã nha. Dạ. Chúng ta hãy cùng đến với phần thách thức, xin mời.